Good morning các bạn. Holiday weekend ở bên đây mà trời mưa. Hên là hôm qua mình đi lên thăm con gái, trời không có mưa, lạnh thôi. Mình cho con ăn sushi xong đi vào trong cái campus, vào trường đi vòng vòng. Đi được có một góc đưa trường thôi mà lạnh quá, với lại mệt rồi thôi, trường nó to quá đó. Thôi mình đi về vậy chứ. Từ 3 giờ lái xe về San Jose đến 5 giờ chiều rồi, cũng tối hù rồi. Về nhà edit mấy cái video xong rồi cái là đi ngủ luôn. Tới giờ thức dậy. Giờ 10 giờ sáng rồi, Costco mở cửa. Đi vào Costco rồi đi vòng vòng chơi rồi mua mấy cái sườn trù thằng con trai nó thích ăn, về mình ướp xong rồi mình nấu cơm cho nó ăn. Con trai nó muốn đi ăn sushi mà nó làm biếng, nó cứ thức dậy trễ rồi cái la cà đến lúc nó muốn ăn là mấy cái tiệm người ta 2 giờ đến 3 giờ rồi nó muốn đi ăn, thì lúc đó thì mấy cái tiệm sushi nó đâu có mở cửa, nó đang dọn dẹp đặng làm cho dinner, là nó dinner là khoảng 5 giờ 6 giờ họ mới mở cửa bán dinner, phải không? Nào cũng vậy. Mưa ở đây thì chỉ có bất tiện chút đỉnh thôi. Mấy cái chỗ vùng tuyết mấy bữa nay mưa bão dữ lắm nè. Tuyết bão. Đi người ta đi ăn lễ xong rồi về cũng bị delay, bị trễ chuyến bay quá trời. Lái xe cũng mệt mà đi máy bay cũng mệt đó. Tóm lại lễ đâu cũng vậy ha. Việt Nam Tết nữa trời ơi. Book sau gần một tháng mà sắp tới Tết rồi, book rồi coi nha, đâu có được đâu. Việt Nam giờ gọi là trung lưu, cũng có nhiều người có tiền chút đỉnh đi chơi, rồi ngày Tết là đi chơi, chỉ có người mấy người nghèo khổ làm lao động mà vì người ta không có tiền thôi, chứ còn mấy đứa trẻ đi làm có công có việc chút đỉnh nó cũng dư chút đỉnh tiền đi chơi không như xưa. Nên mình đi về Việt Nam chơi Tết cũng vui lắm. Rồi thấy đi mùa hè nóng nực nhưng mà nó lại cũng ok, trái cây nhiều với lại có cơ hội uống bia. Nóng quá uống bia vô, người ta nói nóng khát uống bia đâu có tốt đâu, uống nước lạnh là tốt dĩ nhiên rồi, nhưng mà nói cái chuyện mà uống là để cho vui. Những người thích uống bia thì làm gì uống nước lạnh. Ngày hôm nay ngoài đường vắng hoe, nếu như mình không cần phải đi mua đồ ăn thì chắc mình cũng ở nhà luôn, tại cũng hết đồ ăn rồi. Cái đùi con gà lôi mình mua hai cái đùi nướng hổm ăn ngán chết mồ rồi, rồi lấy ra thấy nó bị nhớt nhớt nè, trong tủ lạnh để coi hay. Hồi như bữa thứ tư tới bây giờ là nó bị nhớt nhớt rồi, thôi dục luôn. Không nhớ bạn nó ra cái chất gì đó, nó hửi cái mùi thì không có thể, không có tốt lắm, thôi lại bỏ luôn cái phí. Nhưng mà mình có nấu lên là mình cũng không ăn nổi đâu, mình ớn quá, nhớ thấy nó nhợn quá không dám ăn. Bây giờ ra Costco mình chỉ có một cái ý kiến là định mua cái cục sườn trù đó thôi, chứ còn thật ra mình không biết mua gì nữa khác hơn. Thịt bò thì nó cũng ngán. Mua con gà họ nướng sẵn 5 đồng quá rẻ nhưng mà ăn cũng không ngon. Mình muốn kiếm mấy con gà nhỏ nhỏ nè, Costco có nhưng mà nó bán nhiều quá, nó bán tới như 6 con gà là mình mua muốn 2 con rồi ăn đi rồi. 6 con là phải để tủ lạnh mấy tháng. Gà bây giờ kê có ý kiến một gà nhỏ nha.
Costco cũng Black Friday hả? Ngày qua Black Friday không biết người ta giành giật nhau như ngày xưa không? Ngày xưa mỗi lần mà Black Friday là những cái tiệm bán sỉ, ở bán không phải bán sỉ mà gọi là mấy cái tiệm Walmart đây nọ rồi đó. Trời ơi, nó mấy cái tivi cũ nó sale, người ta giành giật nhau, trời ơi. Rẻ thì rẻ thiệt nhưng mà tivi quá lỗi thời. Bây giờ cái tivi nó mỏng nhính, là mỏng hơn ở cái ngón tay luôn á các bạn biết không? Mà nó là high definition, là 4K, 8K tùm lum hết. Thì ba cái tivi cũ nó bán. Nhớ cái tivi hồi đó bên Mỹ mình mua xài mấy năm luôn, cả 10 năm luôn, không có thấy cái, không có cần thiết phải mua cái mới. Bây giờ cứ 2 năm là 1 năm là lỗi thời hết trơn á trời. Mà giờ cũng ít coi tivi, nó có cái laptop rồi cái coi ba cái movie cũng coi trên laptop, coi tivi cũng coi trên laptop nằm trên giường nằm ì ra đó coi thấy sướng. Bởi hồi trong lính mình tối trước khi ngủ mình cũng ít đi chơi, nó thật ra hồi đó mình cũng không có quậy, lâu lâu có kèn đi đi nhậu với mấy người kia, nhưng mà cứ đa số đi ăn xong về thì buổi chiều mình cũng chỉ coi tivi ở cái phòng khách, uống mấy lon bia rồi đi ngủ à. Rồi mình ước mơ gì có cái tivi nhỏ ở đó mà gọi là tivi portable tivi, nó bự vậy nè. Hồi xưa mà bây giờ như như lính bây giờ nó có cái iPhone là nó coi tivi được, quá sướng. Anyhow, mình ra chợ Costco chút nha, rồi cái gì chia sẻ thảo muốn bữa mưa không, mưa quá không biết. Ôi giời, biết không, cả tuần là không đi bộ, không tập thể dục gì hết. Giờ thành trở thành lười biếng rồi, ăn nhiều mà tập thể dục ít thì chắc chết đó. Thôi tạm chào các bạn nha. Wow, bữa nay người ta đi Costco đông quá vậy. Mình tưởng lễ qua rồi chứ hà giờ đông quá chừng luôn. Đậu xe tuốt ngoài xa luôn. Trời mưa gió mà họ cũng đi đi chợ. Nguyên một bãi xe đậu quá trời đông. Đậu tuốt ngoài xa luôn. Bà con giành giật nhau. Lạnh quá. Nãy tính đi sớm chứ trễ có nửa tiếng mà nó trời đông người ta. Sale mỏng nhánh nè, 200 đồng. Hai ngàn đồng. Hồi đó cái tivi này lại bán 10.000 đồng có. Tivi tivi quá trời. Có cái drone đồ chơi bán 50 đồng. Flycam mà đồ chơi không phải cái thứ thiệt. Wow, thịt trừ hết rồi, thịt sườn thịt trừ hết rồi, còn cái đùi à. Sườn heo nè, gà nướng này có 5 đồng một con. Nướng như vậy nè, mày cứ ăn thử.
Looking for cái gì? Quá trời vợ con lựa thịt. Đi không nhìn đụng. Cua không còn nhiều, còn có 2 bịch à. Cá. Cá là rẻ nhất nha. Cá này cá phi hả? Cá trào 18 đồng. Cá hồi đây, cá hồi. Cá hồi này là hoang dã nè. 12 đồng một miếng này. Cá hồng. Rồi cá không? Đi vô mua cái thịt trường mà không có, chắc muốn đi ra quá à. Tìm thử cái ham coi có. Cái gà nhỏ như mình nói nè, này nó bán 1 bịch 15 đồng. Đây. 6 con gà nữa. Cậy mua luôn. Chocolate. Sô cô la quá trời, cái này ngon nè. Của Bỉ. Ngon quá. Mà thôi không dám ăn. Quá trời sô cô la. Sô cô thì cô la. Ôm cô thì cô chịu. Bánh kẹo quá trời. Ê, kiếm cái kia mua không có thì giờ biết sao giờ mới đi ra sao ta. Mấy cái món mình thường hay mua giờ hết rồi. Trở lại cái chỗ thịt đi, kiếm thịt bò. Mấy món làm sẵn nè. Salad. Sausage. Này bữa hả mua con nó ăn ngán rồi. Thịt heo mình không biết nấu gì đây. Thịt trù còn cái đùi không. Thịt bò. Maybe thịt bò. Thôi đi ra mua được thịt gà, thịt bò. Bà rọi. Chai rượu. Đông đúc quá. Mua cái thùng udon này không ta. Thôi. Tự mình trả. Mình mua rượu nên không có được đứng tự trả tiền. Phải đứng chỗ có người, có nhân viên. Anyway, mình cũng rảnh rỗi thôi, trả tiền rồi đi về. Lỡ đi tới đây rồi. Cái like bên đây là mình tự trả tiền quá, nó đi nhanh lắm. Không có cần nhân viên, mình chỉ cần tự scan nó rồi mình tự trả tiền. Còn đây thì có nhân viên. Từ từ họ làm tự động hết rồi, không có ai làm việc nữa hết nữa. Không gọi là robot làm việc hết rồi. Mình mua được 1 dĩ gà đó, 6 con là hơi quá nhiều đi. Rồi mua 1 dĩ thịt bò để tôi đông lạnh. Coi như thịt bò cho thằng con trai, thịt gà cho mình. Tối nay thì chỉ có nướng thôi. Roti ăn với mình thịt gà nướng lên rồi mình chấm nước mắm. Ăn cũng được tại vì con gà nó mềm xèo à. Nó không có dai như gà Việt Nam cho nên mình cũng không ưa lắm nhưng mà ít nhất nó cũng đỡ hơn con gà mình mua to như vậy mình ăn không hết. Với con gà thí dụ như gà mà nó làm sẵn ở trong Costco đó có 5 đồng mà. Ăn đâu hết đó, ăn cái đùi, cái cánh xong rồi ngán chết rồi. Mấy lần mua mình thấy vậy á. Cái ức đó nè. Ăn ngán. Thịt không à. Vậy thôi, trời ở ngoài lạnh mưa nữa thôi, hai cha con ở nhà. Mẹ già thì cũng không đi đâu hết cho nên bà nội mình với con trai là con ở nhà.
coi phim. Con gái nó có subscribe cái Disney Plus, bây giờ mình có phim coi rồi. Nhiều chồng mà nói thiệt coi free cũng có thiếu gì, nó subscribe thêm cái cãi. Anyway, nhìn lên núi ấy. Trời mây không được hứng thú lắm, nhưng mà nói thật ra thì thời tiết như vậy là ăn thua vậy ha. Ngay chỗ lên trên Tahoe mà ngay mình dự định đi á, coi như quên đi, tại vì đi lên đó là lên tới cái đỉnh núi họ chặn lại, tại vì nó tuyết rơi nhiều quá đó, họ ủi không có hết, cho nên họ cấm, phải chờ cho đến nhiều khi cả ngày luôn á, phải chờ cho nó hết tuyết rồi cái họ cào tuyết ra hết rồi mới cho đi, tại vì nó phủ nhiều quá rồi cái đi không, nó không được. Còn ví dụ như nó đang rơi thì nó ok, mình có chừng khoảng mình nghĩ chừng 20 km cái trên cái đỉnh núi đó là nó bị rất là nhiều tuyết vậy, chứ mà đi lúc mà nó đang rớt xuống đi chậm lắm, tại mình phải bỏ dây xích vô rồi chạy chừng 5 mai 1 giờ chạy xích. Mình bị kẹt 1-2 lần là mình chán lắm, đi trời ơi mở nhạc nghe mà trời nó lạnh, mà trong xe bỏ sưởi rồi đó mà cũng lạnh, nhích từ nghĩa là từ cái lên tới cái đỉnh núi qua tới cái khỏi gần xuống tới Reno nó mới hết tuyết, nghĩa là hết có nhiều quá. Ghé nó họ đóng thường lắm, khi đi chơi quýnh bài với người lên đó rồi cái kẹt cỡ lại muốn về thứ chủ nhật, nhưng mà kẹt tới thứ hai ai gọi vô sếp nó đi chơi kẹt. Tự nhiên mình cứ nhắc tới casino hoài mà tự nhiên muốn đi luôn á. Thôi khỏi đi, để dành tiền cho con gái, đóng tiền nhà, tiền học, tiền ăn cho nó, cho hai đứa tiền chút đỉnh nó mua sắm lễ Noel sắp tới nè. Rồi tiền lì xì Tết nữa, qua Tết Tây rồi bắt đầu Tết ta. Tết ta xong rồi tới bết đề hai đứa. Chắc mình phải tính cho kỹ, mùa hè này phải đi chơi mới được chứ ở nhà chán quá. Hai đứa con muốn đi Nhật Bản. Đi Nhật Bản ghé Việt Nam mà ba cha con đi chắc khẩm tiền ạ. Chắc 10.000 có. Đi Nhật rồi mua đồ cá đống rồi sách lôi về tới Việt Nam sẽ lại sách về nữa. Thôi chắc đi đi đâu đi một chỗ thôi á, qua Nhật ghé Việt Nam nữa là sách quà về nó quá trời mấy ly luôn, mệt lắm. Mình thấy lửa đi mà lu bu su mình thấy mệt lắm. Nhiều người đi hay một mình á, hai cái vali to thì to, một cái túi sách lên rồi một cái bóp nữa, lăn xăng check in check out. Ok, thôi mình tạm chào các bạn ơi. Không biết mình có đi ra ngoài được nữa không? Bây giờ nó đang tạnh mưa nhưng mà lạnh quá à. Thôi mình tạm chào các bạn. Chúc các bạn chủ nhật vui vẻ. Bye bye.